Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình măng này là măng ở nhà luộc rồi đó. Mình luộc cho nó hết đắng. Xong rồi giờ mình mới kho nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cách kho nha. Măng hôm nay mình kho với nước tương. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho vào đây một miếng dầu, khoảng một muỗng canh dầu thôi. Bây giờ dầu đã nóng, mình cho tỏi, cho hành vào. Đặng mình xào măng cho măng nó săn trở lại là mình kho nó mới ngon. Bây giờ hành cũng, hành tỏi cũng sắp sửa vàng thôi. Mình đừng có để vài vàng quá, mình cho măng vào mình xào. Bây giờ mình cho vào đây nửa muỗng, một phần nửa muỗng bột nêm mà yếu yếu nha các bạn, không có nhiều. Nửa muỗng đường mà cũng yếu yếu, nửa muỗng đường. Ba muỗng nước tương. Cái này mình kho nước tương. Đơn giản dễ ăn. Cho vào muỗng cà phê tiêu. Chặn lửa vừa thôi nha. Mình cho vào miếng nước. Để lửa vừa vừa cho nó rút hết cái nước này mới ngon. Rồi bây giờ măng của mình cũng đã chín rồi. Các bạn nhìn thấy ngon không? Bây giờ mình sẽ đi làm món thứ hai nha, mình nấu canh nha. Kho vậy là vừa. Giờ mình tắt lửa nè. Mình nhắc xuống canh dầu thôi. Dầu đã nóng mình cho hành vào. Hành đã dậy mùi thơm lên rồi, mình cho nấm hương vào. Hành đã dậy mùi thơm rồi, mình cho nấm hương vào mình xào nha. Cho nấm rưa rơm gì mình xào một hồi để nó thấm dầu họ tỏi, xong rồi cuối cùng mà mình sẽ cho nấm rơm vào. Hồi nãy mình quên bấm máy các bạn, khi mình cho nấm hương vào mình quên bấm máy, giờ đầu óc nó bị như vậy á. Cho dưa hấu vào. Bây giờ mình cho nước vào luôn. Mình nêm đây một muỗng cà phê bột nêm. Một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột nêm. Chút xí muối thôi. Như vậy là vừa ăn được các bạn. Ở nhà cô chú anh chị em cứ nấu theo khẩu vị gia đình mình nha. Bây giờ canh đã chín rồi, ngọt lắm các bạn ơi, canh ngọt ghê luôn á, ngon lắm. Bỏ vào miếng tiêu. Hành lá.
canh nấu với dưa ngọt ghê luôn. Bây giờ mình sẽ múc ra mời các bạn nha. Giờ hai món ăn của mình đã hoàn thành rồi, các bạn thấy không? Dưa hấu mình hầm với mắm nấm hương, nấm hương với nấm rơm nha. Nó rất là ngọt luôn các bạn. Khi mình hầm mình sắc to vậy thì nó rất là ngon nha. Đây là măng mình kho với nước tương. Ăn cơm với gạo lứt rất tốt cho sức khỏe nha. Nếu các bạn có lạc thì mình chan thêm nước mắm. Thôi giờ món cơm của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Mình xin chào. Và mình cũng mong cô, chú, anh, chị em yêu thương mình, chia sẻ những món ăn của mình và ủng hộ mình nhiều. Mình rất cảm ơn nha. Mình xin chào.